Vâng, chào các bác. Thì hôm nay tiếp tục để làm video cho bác ở trên con vang X12, tiện thể xét vang cho bác lĩnh ở trong Sài Gòn. Thì em sẽ chia sẻ các bác ở trên con vang X12 này. Thì có nhiều bác hỏi thì nên trong quá trình xét thì nên xét effect là echo và reverb, thì xét echo trước hay reverb trước. Thì trong quá trình xét thì cũng là kinh nghiệm thôi, thì em khuyên các bác ở trên con vang X12, các bác sẽ xét cái echo trước. Vì tại sao? Ở trên con vang CISO thì các bác sẽ cố gắng cho em là xét ở cái reverb trước, thì con reverb của echo rất là mạnh. Khi bác xét xong thì bác sẽ thêm một chiếc echo thì hát nó sẽ mềm mại hơn, vì echo của dòng CISO nó không được mạnh, nó hơi bị chìm và các bác căn chỉnh sẽ khó hơn. Thì về cơ bản thì vang số em nghĩ là không khó, nếu các bác mà chịu khó tìm tòi chỉnh một hai lần nó sẽ thành công thôi. Đây là em đang chỉnh trên dựa theo con mic Nhật này, DMG, nên mỗi dòng mic khác nhau sẽ phải căn chỉnh khác nhau. Những cái effect thì sẽ giống nhau, nhưng đây chẳng hạn như mic tại con mic này thì em sẽ căn chỉnh như thế này. Nó ở con X12 thì chống hú rất là tốt. Thì đây 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 một cái effect ví dụ nhé. Lực em bật cái mic này, đây em đã căn chỉnh mic rồi. Thì cái đầu tiên em mở cắm ở echo A, mic A. Thì các bác để ý nhé, các bác để ý ở những cái EQ này. EQ đây là EQ của con echo A. Thì trước khi chỉnh con này thì các bác ở trên con vang X12, các bác như em, đấy là kinh nghiệm của em thôi, em sẽ chỉnh echo trước. Vậy thì reverb mình sẽ cho nhỏ đi, cho echo vô bằng không. Các bác để ý này, cái echo vô sẽ chỉnh bằng không. Đấy, thì lúc này tiếng mic nó sẽ như thế này, một hai, chỉ có echo thôi, đúng không ạ? Thì ở cái echo này thì bác để ý là cái dòng X12 thì giải bass của nó lên rất là tốt, giải bass của echo cũng lên, nên các bác phải cắt vợi cái phần giải bass, tức là dày mỏng ở cái phần echo này đi và tăng cái độ sáng của cái dòng cái đoạn cuối. Nhưng có một đặc điểm ở khi mà cái volume tăng lên nhiều ở cái phần sáng này thì nó gây tiếng xì rất là nhiều và gây hiện tượng hú echo, gây hiện tượng hú echo, nên các bác sẽ tăng vừa phải để làm thế nào nó vừa đủ theo cái tai của mình. Đây em chỉnh là một dạng ví dụ. Thì đấy, echo em tăng dần cho các bác nghe nhé. Lực đây là tiếng mộc này, tiếng mộc của con mic này, thì tăng lên, tăng dần lên khi nào mà vừa đủ. Lực 1 2 2 3 5 6. Alo. Đấy, em tăng lên 70. Đấy, echo của em tăng lên 70. Và đây là phần reverb, reverb đã tắt đi rồi. Đấy, thì ở trên con trên con vang X ấy, thì cái echo của nó rất là tốt. Đấy, các bác nghe tiếng echo rất là mềm dày và vẫn có đuôi ở đằng sau. Tức là khi các bác mở to lên nó cảm giác như là có một chút cái vang nó sẵn có. Thì bây giờ em sẽ tăng cái hiệu ứng cái effect của reverb lên nhé. Các bác nghe này. Lực 1 2 2 3 5 6. Thì chẳng hạn em đang lên 70. Em tắt cái 70 đi, em cho đi vượt lên thì các bác nghe này. Lực đây là tiếng 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 một. Thì tăng cái đi vượt lên. Lực. Đấy, giờ tầm 70 thì mới có tiếng vượt nghe mới rõ. Tức là tiếng vượt của con này tăng nó sẽ không hiệu quả như con CISO. Đấy không ạ? Tăng 70 thì bác tăng lên 100 này. Lực 1 2. Đấy, bắt đầu nó mới có. Thì để trội nhá, thì em khuyên các bác là nên tăng chỉnh echo trước ở trên con vang X12 và tăng reverb chỉnh reverb sau, thì nó mới sẽ quyện được hơn, sẽ dễ nghe hơn. Đấy, các bác đây là em sẽ chỉnh chỉnh echo trộn reverb là 70. Các bác hát để hát luôn ở chế độ 70 echo
và reverb là 100. Đấy, các bạn nghe thử một đoạn nhạc em hát ở trên cái cấu hình này. Đấy, mời các bạn nghe. Lực con đường xưa em đi vàng lên mái lòng thề ngõ hồn dâng tay anh làm thơ vô vi anh qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi những mùa trắng vô vi vì mưa gió đông chiến trường anh luôn bước đi có thảm lệnh đôi mi ngóng theo đường bằng mê hỏi con ai cô vô chi em ơi nhìn gió lên khơi nằm cố trông vời một người xa giáng biên dài e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo bông dương mình ngước huy hoàng lưng bàn tay kính đàn dâng hoa dâng hiến lần tình tình đến bao giờ ôi thưa xưa mai nhớ con đường xưa thời gian có nên gì đã còn kia vẫn đi khi một đêm trăng thanh qua bên đường vắng tanh chỉ còn em với anh. Vâng, đây là một cách để các bạn chỉ làm chủ con vang X12 của bạn. Thì em có một cái chia sẻ nhỏ đó là khi mà chỉnh effect thì trên con X12 các bạn này cố gắng nên chỉnh echo trước, sau đó trộn cái reverb vào sau. Thì trộn bao nhiêu là đủ thì chúng ta vẫn phải dùng tai. Nó về cơ bản người chỉnh âm thanh vẫn phải là cái tai khi nào nghe đạt và chỉnh làm sao để mười người hát mà khoảng 7-8 người gật thì mới lấy được tiền. Đây là em chia sẻ với tôi. Các bác xem video thấy hay thì đăng ký kênh và like bài giúp em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo.